Bạn gái với em thì hơn nhau 4 tuổi à? Dạ. Ừ, 4 tuổi nên là hai yêu nhau được lâu chưa? Thì tôi mới được 5 lại đây thôi à. 5 lại thôi à? Dạ. Thế mà năm nay 30 rồi thì mà dục bạn ấy nghiêm túc thì cũng phải xây dựng như thôi. Bởi vì em phải hiểu là năm nay 30 rồi không còn ít đâu. Mà độ tuổi em đang độ tuổi mà sinh sản tốt của con gái ấy. Kiểu như em cũng nghĩ là em cũng sẽ sợ đó mà. Đúng rồi, bởi vì sao? Thứ nhất là bây giờ cái tỷ lệ mà hiếm muộn nó khá là cao. Cộng thêm nữa mà sau khi mà em đẻ sau này em xây dựng gia đình mà muộn thì lúc đấy là cái khả năng sinh sản của người phụ nữ thấp hơn. Cái chất lượng trứng nó sẽ giảm này. Ngoài ra là cái độ tuổi càng cao mà khi mà em có thai ấy, thì rằng cái tỷ lệ mà mắc gọi là bé gọi là bất thường với thai nhi nó sẽ tăng lên. Ngoài ra là cái độ tuổi mẹ mà cao lên ấy, thì em hoàn toàn em có khả năng gọi là thai nghén nguy cơ cao, tức là khả năng mắc ví dụ tiểu đường thai kỳ này hay tiền giật giật nó cũng tăng hơn đấy, đúng mà thai kỳ mà. Đúng rồi. Nên anh cứ bảo là bạn ấy em năm nay 30, bạn ấy 26 là cũng đủ trưởng thành rồi. Thấy nít nít làm sao anh nhá. Bạn ấy thua 4 tuổi ở, mà công việc này hai bạn công việc lại khác nhau à? Thì em là cũng như nhau mà em làm chung mà. Ừ, làm chung thì dễ mà. Mỗi tuổi hai bạn quê khác nhau đúng không? Ừ. Theo anh trường hợp này thì nếu bạn thực sự đã thế rồi thì nên bàn với nhau đi. Còn nếu đã về chưa về nhà nhau à? Để chưa ấy thì em thì em để xác định đó là em mới nhưng mà xác định vừa thôi. Tại sao mọi em người... cũng kiểu như em cũng còn sợ sợ. Nhưng là chưa chắc chắn với bạn ấy hả? Ý là quen thì em thấy bạn cũng được, cũng đàng hoàng, nhưng mà kiểu như em cũng nghĩ đến gia đình này kia, công việc này kia chưa đâu ra đâu hết, em cũng kiểu yêu cầu đấy nhưng mà phải cân nhắc nhá. Cân nhắc sớm. Thế bình thường là khi mà trước đi điều trị này là sinh hoạt mà hai đứa có tương đối đều không? Dạ không, vấn đề trước là em không có, tại lúc đấy mới quen à. Thế là em bạn như vậy nên em cũng không có nghĩ quen... tới. Thế à? Tôi cảm giác hàng tháng mà không cảm giác không có nhu cầu gì luôn nào. Ý là có nhu cầu thì có nhu cầu, nhưng mà kiểu như em bạn thì em cũng sợ lây cho bạn này nào. Ừ, nhưng mà đã sinh hoạt rồi đúng không? Sinh hoạt thì tần suất thế nào cùng với bạn này? Cái em điều trị kia xong thì ý là thỉnh thoảng thôi chứ cũng không nhiều đâu. Thì bạn ấy một tháng một hai lần là người thấy bạn ấy thì kiểu có khó khăn, kiểu có kiểu ít quá thì nó có thế nào không? Bạn ấy có đòi hỏi gì không? Ý thì bạn cũng vẫn chịu của em ấy, nhưng mà kiểu như bạn cũng tôn trọng em chứ không có phải là quá phản ứng. Yeah. Nhưng mà hiện tại thì anh thấy hôm nay mức độ mà hôm nay điều trị anh thấy cảm thấy này nó ok hết rồi. Lấm âm tính mà cổ tử cung em tái tạo rất tốt rồi, là hoàn toàn bây giờ mình có thể sinh hoạt được rồi nhá. Kiểu như sau này như em có thể sinh hoạt bình thường là như là lúc đúng rồi. Chưa bị nhiễm gì hoàn toàn có thể được. Nhưng mà để mà sinh hoạt miệng thì cẩn thận trước nhá.